Chào các bạn, nay mình có mua cái máy cạo râu bên của anh Huy, máy cạo râu trên TikTok nha. Này mình sẽ review cho các bạn xem. Đây là cái hộp hàng chưa có dấu hiệu khui nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khui trực tiếp cho các bạn xem luôn. Thì đây là máy cạo râu, mình không nhớ số lắm, để mình mở ra xong cho các bạn xem. Đây, nhân vật chính của chúng ta. Này hộp hơi móp méo rồi nha các bạn. Thì cái sản phẩm này mình mua trong đợt sale khoảng 199.000. Giá bình thường của nó khoảng 200 mấy đến gần 300.000 tùy shop nha. Đó. Đây sẽ là máy GB216. Thì mình sẽ cui ra. Hộp khá cũ nhưng mà không sao nha các bạn. Đây. Đây có phiếu máy nè, Huy máy cạo râu nè. Kèm giấy giới thiệu sản phẩm. Dây sạc của máy nè. Không phải là thay si hay là micro gì hết nha. Đó. Thì đầu cạo râu này sẽ giống với cái máy mà lúc trước mình xài, đó chính là máy cạo râu Xiaomi. Đó. Đầu cạo râu này á thì giúp chúng ta cạo thì sẽ không cảm giác gây ngứa và rát nha các bạn. Thì cái máy cạo râu cũng sẽ có 3 chế độ, như là này là sẽ để cạo râu mình không nói nha, hai là cạo lông mũi nè, và cái thứ ba là cái mình tạm gọi là cái tông đơ. Thì cái này dùng để tỉa lông, để các lông tay lông chân mà anh em nào cần. Bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem coi nó tiếng nó có ồn hay không nha. Thì cái này mình sẽ gạt lên nha, không phải là bấm. Đó, mình sẽ gạt lên. Đó, thấy không? Thì tiếng này thì cảm giác cũng êm, không lớn. Nhưng tiện hôm nay mình có nhiều râu, mình sẽ demo cho các bạn coi nha. Cảm giác không đau rát gì nha các bạn. Đó. Ồ. Đó mình mới 5 giây thôi mà nó láng ót luôn nè, thấy không? Rất là xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ cạo thử bên dưới coi nó có hết cái phần mà mình mong muốn không. Thường cái thường râu mình mọc ngay cái cổ thì khá là khó cạo. Để mình coi thử máy này cạo ok hay không nha. Đây các bạn, sau hơn 1 phút thì mình đã cạo xong cái bộ râu của mình rồi nha. Thì anh em nào mà có kiểu râu quai nón hay là râu dài và dày giống mình á thì nên mua máy này nha. Máy này cạo khá là ok luôn. Còn râu ngắn thì cũng xài được luôn. Đó, râu ngắn thì xài siêu tiết kiệm thời gian. Máy này thì mình thấy chất lượng đó rất là tốt luôn. Cảm ơn anh Huy máy cạo râu đã giảm giá sản phẩm cho mình nha. Đây, chung quy lại ba loại máy cạo râu mình đã xài, bao gồm GB216, máy Saver 9D và máy Xiaomi Enchant. Thì về giá thành thì tầm dưới 300.000 thì mình cảm thấy sản phẩm này là tốt nhất, và thời gian cạo cũng là nhanh nhất. Máy này thì nó có hơn máy Enchant này. Đó là gì? Đó là có 3 chế độ, một là cạo râu, hai là tỉa lông mũi và ba là tông đơ để cạo lông tay lông chân cho anh em nào cần. Đó. Và máy Saver 9D này thì cái đầu cạo nó kiểu cũ, không có an toàn cho da. Thằng này sẽ cạo gây ngứa và rát nha các bạn. Đó. Nên là anh em tránh cái máy Saver 9D. Cái này là máy đời đầu của hãng Saver. Và máy này là version 2 của Saver 9D nha. GB216. Đây là máy sẽ gọi là ok nhất
trong tầm vé. Và video đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo.